Cái câu nói mà chúng ta có ngày hôm nay các bạn là imagine great things. Imagine great things là hãy tưởng tượng về những cái gì tuyệt vời. Ok. Và cái câu nói này tôi sẽ chia sẻ với các bạn có câu chuyện. Tức là con gái của tôi hôm qua ba cho con ăn trưa với nhau á, thì bé Út đang học lớp 6 thì nó mới kể là cái lớp của bạn nó có một người bạn ăn trộm tiền. Và thì mình mới hỏi là ô sao con biết, bạn con kể. Cái rồi mình mới hỏi là ok, trong cái trường hợp như vậy thì con thấy cái bạn đó như thế nào đó. Thì con gái của tôi và thằng con trai của tôi nói là không được, như vậy là sai, như vậy là rồi tôi kêu làm sao con biết bạn ăn trộm tiền. Rồi thì mấy đứa thì cũng con nít mà, nó chỉ nghe nhau nó truyền miệng dạng như vậy. Xong tôi mới nói cho con bé này, vậy thì những bạn khác đánh giá về bạn này như thế nào? Nó mới nói, ô tất cả các bạn đều nói bạn này như thế này là tệ, như vậy không chơi bạn này nữa. Chứ mình mới hỏi là nếu như con nằm ở trong trường hợp của các bạn đó, con sẽ cảm giác ra làm sao? Cái hai đứa nó im lặng, rồi nó biết mình bắt đầu chơi cái trò là coaching nữa, nó bắt đầu khai vấn cho tụi nó mà. Đó. Xong cái là hai đứa im lặng, rồi từ từ tụi nó cũng trả lời ABCDE. Tôi mới kể cho các bạn nghe là chúng ta có hiểu vì sao bạn đó ăn trộm hay không? Lấy đồ hay không? Và tôi không thích các bạn nhỏ nhà tôi dùng cái từ ăn trộm vì nó nặng quá. Một đứa con nít mà nhỏ lấy 100-200 ngàn gì đó, có thể là nó có những cái trường hợp gì nó xảy ra hay không mà nó lại làm cái điều đó, đúng không? Tôi mới kể cho hai đứa bạn của tôi ngày xưa khi tôi còn bé, tôi đi học thì có một cái bạn ở trong lớp cũng lấy trộm tiền, đây gọi là lấy tiền của quỹ lớp. Và lấy tiền quỹ lớp thì mọi người cũng phạt, rồi thầy cô rồi cũng kêu phụ huynh lên để viết biên bản, làm nó dữ dằn lắm, để một mặt là dằn mặt các bạn, những cái bạn khác đừng có để xảy ra cái chuyện như vậy nữa, vì bởi vì đó là cái việc sai trái, đồng ý cái đó là việc sai trái. Nhưng mà cách hành xử như vậy á, nó làm cho một đứa nhỏ nó bị tổn thương vô cùng, bởi vì một cái lỗi có thể là lỗi đó, nhưng mà cái lỗi đó nó không có quá lớn để phải bị như vậy. Ok. Và sau này cả một lớp ai cũng hành xử coi bạn đó giống như là một đứa ăn cắp. Wow. Tôi và một người bạn nữa mới tới nhà cái bạn đó để xem thử. Cái biết mới phát hiện là các bạn biết không? Mẹ bạn đó bị bệnh rất nặng, nhà thì không có ăn có uống gì hết. Hai đứa em nheo nhóc. Cho nên nhiều khi á, thằng này nó lấy bởi vì sao? Bởi vì nó có thể một cái mục gì đó, nó nghĩ tới em nó nghĩ tới mẹ nó dạng như vậy. Và nó làm cái việc và việc sai trái mà trong cái kiến thức thiển cận của một đứa trẻ lúc đó mới có lớp 4, lớp 5, thì đó là cái tốt nhất mà nó có thể nghĩ tới thôi. Để mà tôi chỉ cho hai đứa con của mình, trong trường hợp xấu nó xảy ra, mình có thể hiểu được hết câu chuyện hay không, mình có imagine được cái gì mà tốt đẹp để mình nghĩ cho cái người kia hay không. Tôi không cổ suý cho cái việc là ăn trộm ăn cắp, tôi không cổ suý cho việc làm sai, nhưng mà tôi muốn chúng ta nhìn vào một bức tranh nó rộng hơn. Khi chúng ta hành xử hay khi các bạn trong lớp cùng nhau lớp 6 mà đối xử với các bạn nhỏ cho một cái lỗi nó đã xảy ra như vậy, chúng ta có nhìn thấy được cái đẹp đẽ ở trong câu chuyện đã xảy ra hay không? Chúng ta có tạo dựng được một cái gì nó tốt đẹp để mở đường cho bạn đó, mở đường cho cái con người mà làm sai để có thể quay lại bờ và làm bắt đầu lại từ đầu hay không? Cái nó đòi hỏi chúng ta có một cái trái tim, có lòng trắc ẩn và cái việc là imagine great things. Imagine great things nó khó lắm, bởi vì hầu như cái cơ thể chúng ta, cái gene của chúng ta, cái DNA của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, cái quá trình phát triển của loài người luôn luôn nhìn thấy cái xấu trước khi nhìn thấy cái đẹp. Bởi vì nếu chúng ta không nhìn thấy cái xấu, từ thời tổ tiên chúng ta là không nhìn thấy cái xấu thì bước ra khỏi cái hang là cọp nó cắn, rắn nó cắn, voi nó giày chết nó tiêu rồi. Cho nên họ phải nhìn thấy được những cái hiểm nguy, những cái xấu để làm sao để protect họ, để làm cho họ được an toàn. Bởi vì như vậy cho nên chúng ta luôn sẽ luôn luôn nhìn thấy cái xấu. Cho nên việc imagine great things là nhìn thấy được những cái tốt, tưởng tượng ra những cái tốt, sáng tạo ra những cái tốt đẹp để mình nhìn. Nó đòi hỏi kỹ năng và một cái gọi là cam kết, chính mình cam kết cho chính mình làm điều đó. Thì bạn làm điều đó đang như thế nào?